Hello Westman, chào với cả anh em. Hôm nay lại có kèo lên với anh em mình tiếp trên cổng game 8MOS đây. Áp dụng cho anh em một số công thức cơ bản để anh em mình chốt lãi theo đúng cầu kèo. Ok này, thì hôm nay thì vẫn tiếp tục lên cho anh em mình một số công thức cơ bản thôi. Chạy cầu để anh em mình chốt lãi. Ở đây 6-19 được cho anh em. Cầu này tôi sẽ đi cho nó là 3-21, áp dụng cái điểm phiên thôi. Đấy, đầu tiên thì phải thử cầu đã. Đấy, cho 4m này. Cố gắng chạy cầu cơ bản anh em nhé. Theo đúng công thức không cần thiết phải bẻ cầu làm gì ta đầu tiên. Rồi, con đầu tiên thì nó chạy về tài, đúng chuẩn xác. Cái cầu này thì tôi đã nói với anh em mình rồi, sẽ là 321 lấy từ cái điểm là ba xỉu để cho anh em, ba xỉu nó chạy về hai tài. Thì nếu mà đẹp thì chắc chắn nó phải về mỗi cầu xỉu. Để cho anh em. Chắc chắn nó phải về mỗi cầu xỉu anh em ạ. Áp dụng đúng công thức này. Theo đúng cầu kèo tỷ lệ 70 đến 80% chốt lãi theo cầu anh em nhé, theo đúng công thức dễ dàng nhất. Xem con này nó có đúng cầu hay không, cố gắng chạy đúng công thức cơ bản. Tiếp tục chạy cầu này, chạy về tài tay nữa anh em nhá. Ok, tay đầu thì quá ok rồi, tay thứ hai tôi đi nhẹ lại 2m. Ok này, phải đến tay to tay nhỏ để xem cầu nó có đẹp hay không, được chưa? Thì con này nó không đi tới cầu 3-2-1 mà nó lại cố tình về 3-3. Tay đầu ăn 4 mà tay thứ hai thì gãy 2, nói chung là vẫn còn lãi anh em nhá, được chưa? Lãi 2 này, tiếp tục về một tay xỉu. Bây giờ thì chắc chắn là phải gấp lên lại, tạo cái xu hướng để lấy lại cái vốn cũng như là tạo cái điều kiện để mình chốt lãi luôn. Cố gắng chạy theo cầu, không cần thiết phải bẻ cầu để làm gì hết. Cái này tôi cũng đã nói đi nói lại với anh em mình khá là nhiều lần rồi. Và trên cái con game này nó có rất là nhiều trò anh em nhé. Trên cái cổng game 8MOS này nó có rất là nhiều trò để mình chơi luôn. Nhưng mà nhớ là kiểm soát cái lòng tham, khi mà anh em mình đã có lãi rồi thì anh em mình nhớ là phải biết cái điểm dừng để chơi anh em. Vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu, đấy cũng là một cái vấn đề khá là lớn, được chưa? Theo đúng cầu kèo này. 12, 17, tiếp tục về 12. Con này đi xỉu 5 anh em ạ. Và trên con này thì có một số quả kèo như là cua bầu này, trong cái game mini này thôi. Chỉ mỗi trong cái game mini này thôi nó đã có 5 cái tựa game, 6 cái tựa game cơ bản để cho anh em mình chơi rồi. Chưa tính ngoài cái sân chính nữa anh em nhé. Ok này. Tiếp tục về mỗi cầu tài để cho anh em. Cầu này thì nó đang là cái xu hướng chạy cầu 4 này. Được chưa? Nãy giờ anh em mình thấy mỗi cái cầu này thôi, chỉ có mỗi cầu tài này là nó chạy được cái cầu 4 thôi, được chưa anh em? Mỗi cầu tài chạy được cầu 4 thôi, cho nên là phải về. Về anh em nhé, về xỉu. Chạy 321, con này thì chắc chắn là phải gấp lên. Chắc chắn là phải gấp lên anh em ạ. Theo đúng cầu để gấp lên. Xem bọn này có đúng hay không anh em nhé. Cố gắng chạy cầu cơ bản dễ dàng nhất có thể. Xu hướng theo cầu, không cần thiết phải bẻ cầu. Nếu mà anh em mình cảm giác khó quá thì anh em mình bỏ luôn. Đấy chưa anh em? Cảm giác khó quá thì anh em mình bỏ luôn anh em ạ. Chứ đừng có cố gắng bẻ cầu để làm gì. Con này thì tôi sẽ đi cho nó là 421, áp dụng cái công thức điểm phiên vào. Xem nhé anh em nhá, xem con này nó có lấy được cầu hay không này. Nó có chạy được cái cầu cơ bản hay không? Đấy mới là cái vấn đề. Đấy mới là cái vấn đề, được chưa anh em? Kèo 44, nói chung là quá là đẹp rồi. Chạm nhẹ cho anh em mình tầm hai tay nữa là chốt kèo để chơi anh em. 879 này, con này lại sao? Con này thì nó lại tiếp tục đá nhẹ cho anh em mình một tay nữa nhé, đá nhẹ cho anh em mình, được chưa? Cái số vốn ban đầu thì nó cũng không phải là lớn lắm, cho nên tôi sẽ đá nhẹ cho anh em mình một tay xỉu 2m để thử cầu đã, được chơi anh em, thử nhẹ đã, xem nó có về 421 hay không, hay là nó cố tình bẻ cầu. Hay là nó cố tình bẻ cầu để chơi anh em. Áp dụng đúng công thức cơ bản dễ dàng nhất này. Xem con này có đúng hay không em nhé. 12, 7, 13. Ok, con này chạy 8. Nếu mà đẹp thì khả năng cao tôi nghĩ là tay này nó có thể là chạy về 10, 10 hoặc 9, bệt tầm 2 cầu là sẽ là ok anh em ạ. Cố gắng chạy theo đúng công thức thôi. Nói chung là không cần thiết phải bẻ cầu. Những cầu dễ này cứ cố gắng chạy theo thôi anh em nhé. Đây, được chơi anh em. Vẫn là xỉu.
nó vẫn là xỉu anh em ạ, nó vẫn là nét như Sony được chưa anh em. Nói chung là với quả kèo mà chạy theo cái điểm phiên này, tôi dám khẳng định với anh em mình cái tỷ lệ là 90 là anh em mình có thể chốt được lãi, được chưa anh em, là anh em mình có thể chốt được lãi. Cầu 421 này, cầu cơ bản này, áp dụng luôn tay này 2 mét nữa, ok chưa anh em, áp dụng đúng công thức cơ bản dễ dàng nhất để anh em mình chốt kèo, không cần thiết phải bẻ cầu để làm gì anh em ạ, cố gắng chạy theo đúng công thức này, tiếp tục chạy đúng cầu kèo anh em nhé, cố gắng chạy theo đúng công thức. Nếu mà đẹp thì khả năng cao tôi sẽ chốt là 40 48 anh em ạ. Còn không đẹp thì chốt 44 cũng là một quả kèo khá là ok để anh em mình chốt kèo mỗi ngày rồi. Nói chung là lên chủ yếu là hướng dẫn cho anh em mình một số công thức chạy cầu cũng mà kiếm thêm lãi luôn. Ok, con này bẻ nhẹ chốt quả xỉu 10. Hôm nay chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Hôm sau có kèo lại lên tiếp với anh em mình. Thân ái, mến chào.